Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, sáng nay đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với thành phố Kisarazu, thị trưởng thành phố Kisarazu Watanabe Yoshikuni đã tiếp đoàn. Đà Nẵng và Kisarazu đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố vào tháng 7 năm 2019. Phát biểu tại buổi làm việc, thị trưởng thành phố Kisarazu Watanabe Yoshikuni cho biết rất vui khi được đón đoàn công tác của thành phố, đặc biệt là sự có mặt của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đồng thời hoan nghênh Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Kisarazu. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo nồng hậu của lãnh đạo thành phố Kisarazu, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 và định hướng phát triển thành phố trong thời gian đến. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, đặc biệt hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai thành phố. Đà Nẵng rất hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư từ thành phố Kisarazu nói riêng và Nhật Bản nói chung đến đầu tư tại thành phố. Việc tập đoàn Mikazuki đầu tư thành công ở Đà Nẵng là một minh chứng việc đầu tư thành công của doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trân trọng mời thị trưởng thành phố Kisarazu Watanabe Yoshikuni thăm Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Đồng thời tháng 7 năm 2023, Đà Nẵng sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa Việt Nhật. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy trân trọng mời thị trưởng và các hiệp hội đoàn nghệ thuật sang Đà Nẵng tham gia lễ hội.